Hello, xin chào các bạn. Mình đang ở trong một nhà máy sản xuất chiếu các bạn nhé. Chiếu quái các bạn. Đấy. Rất là nhiều máy móc. Nghe cái sợi quái các bạn nhé. Sợi quái chiếu này, sợi quái được đưa vào từ hai bên. Đằng sau là rất nhiều cuộn chỉ. Chỉ quái các bạn nhé. Đây là nguyên liệu cây quái các bạn nhé. Cây quái được trồng phơi khô cho vào đây, cho vào cây quái, cho vào hai máng này. Máy hoạt động thì chỉ đằng sau cuộn lên chiếu ở dưới. Bên trong này có rất nhiều máy. Hôm nay là ngày Tết các bạn nhé, nên máy móc đang dừng hoạt động. Mình chỉ quay quần thiết bị cho các bạn biết thêm về máy sản xuất chiếu quái nó như thế nào. Đây, hình thù nó như thế này các bạn nhé. Máy móc rất là nhiều thiết bị. Được. Như thế này thì các bạn có thể hiểu được quy trình sản xuất chiếu quái là như thế nào. Con người chỉ nhặt quái cho vào đây thôi, cuối cùng mình sẽ ra chiếu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.